Xin chào tất cả các em. Trong tuần này, thầy sẽ dẫn các em bài nhảy dây. Trước khi bước vào bài học, các em hãy cùng thầy khởi động nhé. Hai chân đều vào vai, hai tay chống hông, cặp cổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cổ tay cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Căng cơ trái phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Căng cơ cao thấp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bước chân trái về trước, ép dọc. Hai tay chống gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bước chân trái ép ngang. 1, 2, 3, 4. Đổi bên. Đổi bên. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. Rồi. Các em hãy quan sát tranh để hiểu hơn về kỹ thuật của bài nhảy dây. Giờ thầy hướng dẫn các em cách nhảy dây. Trong nhảy dây chụm hai chân, chúng ta có 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta xo dây. Bước thứ hai, chúng ta trao dây. Bước thứ ba, chúng ta nhảy. Dây từ phía sau. Ta quay dây từ sau. Lên cao, ra trước và chúng ta nhảy lên. Chúng ta tiếp tục làm như vậy. Các em lưu ý. Khi nhảy dây, các em hãy quan sát bên trái, bên phải, phía sau và phía trước mặt chúng ta không có vật cản. Ta trao dây mục đích để không vướng những vật cản. Khi ta nhảy, những vật cản đó sẽ không rơi, vỡ hoặc là vướng vào những cái vật cản, mà là chúng ta dây vướng vào đó là chúng ta té hoặc là ngã, rất dễ chấn thương. Các em phải trao dây để xung quanh chúng ta không có vật cản. Bây giờ các em hãy nhảy cùng thầy nào. Dây từ sau, quay ra trước. Các em hãy nhảy liên tục. Khi vấp dây, các em thực hiện lại từ đầu. Cố lên nào các em. Chúng ta tiếp tục nào. Lần 2.
Hít thở đều. Thôi. Các em hãy tập luyện bài tập này hàng ngày để rèn luyện sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Chúc các em một ngày tràn đầy năng lượng và luôn bình an trong mùa Covid-19 này. Xin chào tạm biệt các em.